Bà xong xoa cúm nhạc sắc xa tiếng ngon. Ở lời này dương nơ không mê riêng tị bấy bàn tay vẹn tị pì. Bà vẹn tị pì. Hơi bà to tiết cứ tiện tông tần nâng dụt tật xa. Ai chùm này cứ chi dụt tật xa đai ong gặp hiếp cầm nót dốc chùm này tì xa đai mùi đòi pra marketing chùm rốt tại mùi. Nhưng chẳng chung cá dụt tật xa ai chùm này nâng cứ cầm hốn quạt dốc tại dụt tật xa mùi nâng hơi quạt pra marketing chùm rốt tại mùi vậy. Bà quạt kết tập này nà mùi tập năng ấy. Bà mình bán kết tràn tập này thì nên cái hữu dụt tật xa ai chùm này mùi tiết dụt tật xa phải hữu chùm này nì. Cứ chia dụt tật xa đài ông gặp hiếp cầm nót dốc chùm này tì xa pi rư tràn đòi pra marketing chùm rốt xanh xanh khía tám chùm này nì mùi nì mùi. Chẳng bàn đây tha nơi nông nơi này cứ quạt ai vô nơi này nam mùi khá bà rứ có pi bay này hỏi quạt riệp chom tam vị thi nâng đầm bấy tiền dốt ca cắt chùm này ở bàn căn tay bà xa hỏi bà toàn mà tiết cứ tiện tương tần nâng marketing mấy rồi bọc rộng hốn bà bốc tư nâng tì xa chân marketing mấy rồi bọc rộng hốn ní vì ai miên product place price promotion chân miên là marketing chùm rộng nâng bà marketing mịch nắng hỏi cái thời gian mấy đã ở tới cho mũi tì xa crom hốn đại crom hốn chọn bàn hỏi mũi tiết cứ tiện tương tần nâng vô ai chùm này bà mình cắt chùm này thế cứ dương thưa ta phần nắng hơi dương tầm đại từ lứa tì xa tại mà rồi bà mũi tiết cứ vô tật xa ai chùm này bà vô tật xa ai chùm này đấy có pro marketing mịch có chia segment 1, segment 2, segment 3. Và chẳng bằng này thà quạt riệp chom ở trời chúng nói ca cắt tí muối, tí bí, tí bay nâng ảnh. Hồi bắt đầu mà tiết cứ crom hôn và nâng marketing mịch muối quạt phơ cá ọt cắt chúng này, cắt tới chứ mới muối chúng này. Và nấy cứ crom hôn mịch marketing mịch bí chúng cá quạt ai chọn dễ thà tệ tương tự nâng mịch bọc quạt nâng cứ tệ tương tự nâng tì xa chùm rộng bọc quạt nâng pí bàn tay quạt cắt tới gì pí mùi tiết cứ mịch marketing chùm rộng quạt bấy quạt dơ tập bấy độ dơ tập bấy tiết bàn tay quạt cắt tới gì bấy và nâng vị trẻ chẳng bàn đây thà muối cứ quạt mịch tại mùi thế quạt cắt chân dùm tới tại muối mùi tiết quạt marketing chùm rộng bọc quạt pí cột cắt tranh tới giữa pí hơi mùi tiết marketing chùm rau cột bấy cột cắt tranh tới giữa bảy và bảy này và hơi tiện tương tần nâng chùm hiên tí pí ca cầm nót sành nhá đại trời ban dược một prơ nơi khăn ông ca cắt chùm này tì xà anh nhát cứ chứ ca chả rắc nơi bộ côl krom rư cơ ông gặp hiếp đại prơ prác xâm rạp ca bay chay tì xá ơi tơ chi chùm này ông tì hó đôi chia tì tăng à dụ phết rư át tra nây ca pra pra bà lật tập hò tèng ọ a chia mà chiều bài nây ca cắt chùm này anh ảnh nhát khăn ông ca cắt chùm này cua tay tiện tông tờ nâng tùm rời ca rồi bỏ tệ thì chôn chùm bà lật tập hò ca pra pra bỏ bà lật tập hò rư ế đi ra bót chùm bà tệ thì chôn chẳng bà nây tha anh nhát tí cứ khăn ông tiện tông tờ khăn ông ca cắt chùm này cua tay dương vì tệ tương tự nâng tùm rời ca rồi bỏ tệ thị chân bà tệ thị chân chùm bố bà lật tập hóa rưu ca pra bà lật tập hóa rưu ế dạ bót chùm bố bà lật tập hóa nhưng chẳng vì chị ta xâm khăn á dừng thời cả lệnh mưa thật ta ơi trớ tự nâng à dũ phết à tra nây ca pra bà à tra nây ca pra chẳng dừng cắt chùm này tìm xa bán dừng thời kích tự lưu chùm nọc ở này bà tòa mà tiết cứ tệ tương tự nâng anh nhập xâm rạp ca cắt chùm này ní bà chia xác cứ chia chốn đi mô graphics cho graphics mà này thà phù mà xác tiện tông tần nâng chất xác visual graphics hay tiện tông tần nâng edit dạ bot behavior listed bà chẳng cứ tiện tông tần nâng chùm hiên tị bấy cứ áp vọt bò lòng miên chùm này tì xa nẹ tì xa pra bò lòng miên chùm này tì xa đâm bay vì đâm lấy
កម្រិតដែលផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការចំពោះផលិតផលរបស់អតិថិជនសក្តានុពលព័ត៌មានចំណាយទីផ្សារផ្ដល់ឲ្យអ្នកទីផ្សារនៅការយល់ដឹងពីរបៀបដែលអង្គភាពអាចនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើក្នុងអតិថិជនសក្តានុពលជំហានទី4ការវាយតម្លៃចំណាយទីផ្សារដែលតាក់ទងយើងមើលសក្តានុពលការកាត់ចំណាយចំពោះមួយអាចនឹងត្រូវបានវាស់វែងតាមទំហំជាច្រើនដែលរួមមានការវាយតម្លៃការប្រកួតប្រជែងនិងថាតើគូប្រជែងមានប៉ុន្មានបាទតើអ្វីខ្លះជាចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គូប្រជែងតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចនឹងបង្កើត marketing ចម្រុះដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹង marketing ចម្រុះរបស់គូប្រជែងបានដែរឬទេតើគូប្រជែងថ្មីទំនងជានឹងចូលមកក្នុងចំណែកនេះទេអញ្ចឹងជួនកាលយើងកំពុងតែមានការប្រជែងអញ្ចឹងស្រាប់តែវាមានលេចអាក្រុមហ៊ុនថ្មីមកមួយទៀតដែលវាចង់មកប្រជែងទៅលើរឿងមុខជំនួញនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយើងអត់តែប្រជែងនេះប៉ុន្តែមានប្រជែងថ្មីមកមួយទៀតអាហ្នឹងយើងក៏មិនអាចមើលរំលងផងដែរបាទបន្តមកទៀតការប៉ាន់ស្មាននៃការថ្លៃចំណាយបាទអញ្ចឹងគឺអង្គភាពត្រូវតែអភិវឌ្ឍនឹងការថែរក្សា marketing ចម្រុះដែលឆ្លើយតបដោយចំពោះទៅនឹងការចង់បាននិងសេចក្តីត្រូវការរបស់បុគ្គលឬក៏អង្គភាពនៅក្នុងការចំណាយនេះទីផ្សារការអភិវឌ្ឍនឹងការថែរក្សា marketing ចម្រុះដូចនេះអាចនឹងមានតម្លៃថ្លៃបាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហានេះគឺយើង estimate ទៅលើការចំណាយបាទថាតើការចំណាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទបន្តមកទៀតគឺតាក់ទងលក្ខណៈដោយឡែកនៃផលិតផលការរៀបចំការវិកចប់ដែលគួរឲ្យតាក់ទាញនានាផលិតផលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទូលំទូលាយការផ្ដល់នៅការផ្សព្វផ្សាយដែលតាក់ទាញថ្លៃប្រកួតប្រជែងនិងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់ធនធានរបស់អង្គភាពច្រើនបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងសបផ្សាយដែលមានការតាក់ទាញនឹងថ្លៃការប្រកួតប្រជែងនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្ទាល់នឹងគឺដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់ធនធានរបស់អង្គភាពច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការងារទាំងអស់នេះខ្លាំងគឺការចំណាយវាពិតជាខ្ពស់ហើយបាទជំហានទី5ការជ្រើសរើសទីផ្សារគោលដៅជាក់លាក់នេះគឺប្រសិនបើការវិភាគការកាត់ចំណែកបង្ហាញថាសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនដូចគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងសម្រេចប្រើប្រាស់វិធីមិនកាត់ចំណែក Undifferenced Trade Approach ដែលមានការវិភាគសាខាងដើមបាទអញ្ចឹងជួនកាលបើវាចំណាយខ្លាំងពេកវាលំបាកពេកអញ្ចឹងយើងមានជម្រើសមួយគឺយើងមិនចាំបាច់កាត់ចំណែកក៏បានមួយទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនជាការសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនមិនដូចគ្នានោះទេនោះទីផ្សារគោលដៅមួយឬចឿនគួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសម្យ៉ាងទៀតអ្នកទីផ្សារអាចនឹងសម្រេចថាមិនចូលនិងមិនប្រជែងនៅក្នុងចំណែកណាមួយអញ្ចឹងបានន័យថាចំណែកណាមួយដែលយើងចង់ប្រជែងជាមួយគេតែយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រជែងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបចោលណាអាហ្នឹងហៅថាលុបចោលអូមីតលុបចោលណាក្នុងការប្រជែងនឹងមួយចោលដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍កុំឲ្យវាអត់ទៅប្រឹងប្រជែងទៅវាជួងកោវាខ្សោះឈាមអាហ្នឹងអាខ្សោះឈាមអាចបែងក្រាបស៊ីខ្សែធនបាទបាទសូមអរគុណលោកអ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដោយសង្ខេបមិនក្បោះក្បាយទេតែលោកអ្នកនឹងអាចអាននឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតហើយបើមានសំណួរអាចនឹងធ្វើការសាកសួរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅស្លាយបន្ទាប់សូមអរគុណ